Đây là những khoảnh khắc đã mang tới niềm hạnh phúc vô bờ cho các cổ động viên Arsenal, bởi họ không chỉ tìm thấy chiến thắng đầu tiên tại UEFA Champions League, mà ý nghĩa hơn biết bao khi kết quả ấy lại đến trên sân nhà, và nó trước một đối thủ được đánh giá cao như là Paris Saint-Germain. Với những ai chứng kiến màn so tài tại Emirates, có lẽ tất cả đều phải thừa nhận, pháo thủ đã có 90 phút hoàn toàn trên cơ đại diện tới từ thủ đô nước Pháp. Họ không chỉ áp đảo, tạo ra liên tiếp các cơ hội, mà còn khiến Paris Saint-Germain gần như tối tăm mặt mũi bởi phong cách thi đấu đa dạng. Nhìn vào màn trình diễn được thầy trò Mikel Arteta thể hiện, không nhiều người nghĩ rằng họ đang thiếu mất bộ não trong lối chơi là Martin Odegaard. Thời điểm ngôi sao Na Uy phải vắng mặt dài hạn bởi chấn thương, đã có thật nhiều âu lo hiện lên trong suy nghĩ của người hâm mộ đội bóng thành London. Nhưng rồi thì tập thể này đã giải quyết rất tốt cơn đau đầu đó. Suốt nhiều cuộc chạm trán đã diễn ra kể từ lúc Odegaard không thể ra sân, Arsenal vẫn đang chơi cực kỳ ấn tượng. Đây là minh chứng cho thấy khả năng xoay chuyển càn khôn từ người thuyền trưởng Mikel Arteta, đồng thời như một lời khẳng định với mọi người hâm mộ rằng những đứa trẻ trong tay vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này cũng đã lớn để sẵn sàng cạnh tranh cho các danh hiệu hàng đầu từ sân chơi quốc nội tới đấu trường châu lục. Khi Arsenal tiếp đón Paris Saint-Germain ở lượt trận thứ 2 Champions League, tin chắc rằng nhiều cổ động viên chủ nhà vẫn còn đó những âu lo cho đội bóng con cưng về kết quả sau cùng. Dễ hiểu thôi, bởi dù chẳng còn Kylian Mbappe nơi đội hình, thì đại diện thủ đô nước Pháp vẫn còn đó không ít ngôi sao thượng hạng, cùng với kinh nghiệm chinh chiến dày dạn từ Luis Enrique trên băng ghế chỉ đạo. Đó là còn chưa kể pháo thủ đã chẳng có được chiến thắng ở ngày ra quân, dù lúc ấy đối thủ mà họ phải chạm trán chỉ là Atalanta, vốn kém xa về mặt đẳng cấp. Nhưng rồi sau 90 phút ở Emirates, tất cả đều phải thừa nhận rằng Arsenal thực sự đã có một trận đấu quá đỗi ấn tượng. Có thể là họ không vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng hay là số pha dứt điểm mà họ tạo ra. Song, thứ mà đoàn quân Arteta ăn đứt Paris Saint-Germain chính là sự hiệu quả. Thắng lợi 2-0 như là minh chứng rõ ràng nhất cho vấn đề này. Ở đó thì dấu ấn lớn nhất đến từ chiến thuật mà đội chủ nhà mang tới. Thời điểm Odegaard phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Mikel Arteta vẫn sử dụng sơ đồ 4-3-3, vốn là sở trường của câu lạc bộ suốt bao mùa giải gần đây. Dù cho pháo thủ thu về một chiến thắng cùng với một kết quả hòa ở các màn so tài với Tottenham Hotspur rồi Atalanta, nhưng sức công phá là điều mà đại diện thành London phần nào đã đánh mất. Chính vì thế, thay vì gò bó đội bóng với cách chơi như vậy, vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã quyết định chuyển sang đội hình 4-4-2 bắt đầu từ màn đại chiến với Man City. Ở đó, ông bố trí Leandro Trossard cùng với Kai Havertz chơi cao nhất nơi hàng tấn công. Thành thực mà nói thì không ít fan của Arsenal chắc cũng từng cảm thấy nghi ngờ về quyết định kia, bởi cả hai cái tên được sử dụng vốn đều không phải là những tiền đạo thuần túy. Thế nhưng thay vì thể hiện sự lạc lõng và vô duyên, bộ đôi ấy lại kết hợp cực kỳ ăn ý để mang tới tính đa dạng nơi lối chơi của đội nhà. Ba trận đấu gần nhất khi sử dụng sơ đồ hai tiền đạo, Arsenal thắng 2 và hòa 1. Thậm chí là nếu may mắn hơn, họ đã có thể rời Etihad với 3 điểm trọn vẹn, thay vì là một kết quả hòa nuối tiếc. Nỗi âu lo về sự thiếu vắng mang tên Odegaard được Arteta giải quyết dễ dàng khi mà pháo thủ chẳng những mất đi sức sáng tạo mà còn liên tiếp áp đảo đối thủ trong các màn so tài. Ngay cả tới Man City, với lối chơi pressing tầm cao cũng chẳng thể làm khó The Gunners, thì Paris Saint-Germain sao có đủ tầm để làm điều ấy. Trước nhà đương kim vô địch nước Pháp, Arsenal dù không kiểm soát bóng nhiều như đối phương, nhưng mỗi lần pháo thủ tấn công, người ta luôn thấy sự nguy hiểm thường trực với khung thành của đối phương. Trossard hay là Havertz dù chẳng phải là những trung phong thực thụ, song chính cách mà họ di chuyển linh hoạt lúc xuất hiện ở cánh, khi lại bó vào trong, khiến cho đối phương gần như không thể kiểm soát. Chưa kể cả hai đều là các ngôi sao với khả năng chọn vị trí thông minh cũng như có phẩm chất dứt điểm đa dạng. Bàn thắng mở tỷ số trước Paris Saint-Germain chính là minh chứng như thế. Trossard di chuyển ở sát vòng cấm, tạt bóng vào phía trong cho Kai Havertz, vốn từ khu vực 16m50 băng vào đánh đầu lập công. Là hai tiền đạo được sắp xếp chơi bên cạnh nhau, đúng ra phải liên tục xuất hiện trong vòng cấm địa đối thủ. Nhưng không, Arteta cho phép họ được thoải mái hoạt động, tìm kiếm khoảng trống và thành quả lập tức được tạo ra. Đó là còn chưa kể pháo thủ còn sở hữu thêm hai tiền vệ cánh giàu tốc độ và kỹ thuật là Martinelli cùng với Bukayo Saka, càng khiến cho lối chơi tấn công của tập thể ấy trở nên khó lường hơn. Không ít lần, người ta thấy Kai Havertz hay là Trossard giạt cánh, mở ra khoảng trống để xâm nhập vòng cấm cho những đồng đội của mình. Paris Saint-Germain gần như vô địch ở khả năng bắt người, bởi họ chẳng thể biết phải kèm ai vì những cầu thủ đối phương cứ liên tục hoán đổi vị trí. Và cũng vì như thế, nên đội bóng thủ đô nước Pháp mới để thủng lưới bàn thứ hai, vốn đến từ ma thuật hắc ám của câu lạc bộ chủ nhà.
Ai cũng biết là nhiều mùa giải gần đây, pháo thủ rất mạnh trong các pha bóng cố định. Ai cũng hiểu là họ có cặp trung vệ không chiến là Saliba cùng với Gabriel xuất sắc ra sao. Nhưng sự lợi hại mà thầy trò Arteta làm được đâu chỉ gói gọn ở hai cái tên kia. Ngay cả khi đối phương có kiểm soát được những ngôi sao này thì mảnh lưới vẫn rung lên như cách mà Arsenal đã làm để nhân đôi cách biệt trước Paris Saint-Germain. Trong tình huống ấy, có 3 cầu thủ của đội chủ nhà lao tới sau đường truyền vào từ Saka, nhưng thay vì chạm bóng, họ chỉ nhẹ nhàng lướt qua và nó đủ để khiến cho Donnarumma bối rối, rồi lúng túng nhìn bóng đi vào khung thành. Việc những ngôi sao Arsenal di chuyển linh hoạt, thay đổi liên tục vị trí đứng ban đầu là phần lý do buộc đối phương mất phương hướng ở các pha bóng kiểu như vậy. Mất Martin Odegaard, người ta ngỡ rằng pháo thủ sẽ gặp khó khăn muôn vàn, sẽ mất đi tính sáng tạo và sự đột biến. Nhưng hóa ra khoảnh khắc người thủ quân vắng mặt vì chấn thương lại là lúc thầy trò Arteta chứng tỏ cho tất cả rằng họ đã trưởng thành cả về bản lĩnh lẫn lối chơi để sẵn sàng cạnh tranh cho các danh hiệu hàng đầu. Cũng vì không thể sử dụng chàng cầu thủ Na Uy mà chiến lược gia người Tây Ban Nha đã tìm thấy một sơ đồ đội hình lợi hại khác cho các pháo thủ. Cách chơi 4-4-2 vừa giúp đại diện thành London đảm bảo sự áp đảo ở mọi cuộc so tài, vừa mang tới cho họ tính đa dạng ở mỗi lần đưa trái bóng sang phía phần sân đối thủ. Từng rất nhiều lần trong quá khứ, các fan bóng đá cho rằng việc thiếu một trung phong đẳng cấp như là Erling Haaland là phần nguyên nhân khiến cho Arsenal luôn gục ngã ở những thời điểm then chốt của mùa giải. Tất nhiên, ý kiến ấy là không sai và Arteta thừa sức để nhìn thấy vấn đề này. Nhưng bao kỳ chuyển nhượng đã đi qua, câu lạc bộ này vẫn không bổ sung vị trí đó. Tất cả là bởi vị thuyền trưởng của họ tin rằng mình đã có phương án giải quyết. Sử dụng Trossard và Kai Havertz chính là câu trả lời mà Mikel Arteta đưa ra. So với Erling Haaland hay là nhiều tiền đạo đẳng cấp khác, bộ đôi ấy không mạnh về làm tường, không phải là mẫu trung phong luôn rình rập trong vòng cấm địa. Nhưng cái hay của hai cái tên kia chính là việc họ luôn di chuyển không ngừng, luôn xuất hiện ở nhiều vị trí hoặc là đủ sức để giạt cánh và mở ra khoảng trống cho các vệ tinh khác. Chính việc họ không bó hẹp mình về phạm vi, về không gian hoạt động khiến đối thủ cực kỳ khó vây bắt để rồi làm nên khác biệt cho đội nhà. Đó là cái tài của Mikel Arteta khi ông đã biết cách liệu cơm gắp mắm, đã biết xoay chuyển càn khôn chỉ với một thay đổi nhỏ nơi đội hình. Có lẽ cho tới ngày mà Odegaard tái xuất, Arsenal vẫn sẽ chơi 4-4-2 trong mọi màn so tài. Chẳng có lý do gì để họ phải từ bỏ cách chơi ấy khi mà sự hiệu quả vẫn đang được thể hiện bằng những kết quả ấn tượng trên sân. Chiến thắng vừa tạo ra trước Paris Saint-Germain một lần nữa cho thấy đẳng cấp, bản lĩnh của pháo thủ ở các trận đấu lớn bởi họ từng đánh bại Tottenham Hotspur rồi cầm hòa Man City đầy quả cảm. Khác với bao mùa giải trước đây, khi trụ cột không may vắng mặt, Arsenal sẽ lao đao gặp khó, thì nay đoàn quân trong tay của Arteta đã chơi cực kỳ ấn tượng bằng chính sự thay đổi về mặt nhân sự, về chiến thuật. Và đây là lời khẳng định đại diện thành London gửi đến tất cả các đối thủ rằng họ đã sẵn sàng thách thức mọi vinh quang ở mùa giải năm nay. Không cần một trung phong thực thụ, The Gunners vẫn biết cách giải quyết các trận đấu nhờ vào những ngôi sao trên hàng công linh hoạt, giàu sức sáng tạo và có thừa đột biến.